không phải bố đẻ, đây là bố chồng. Sau mọi nỗ lực để giữ cho mái ấm con trai mình được nguyên vẹn nhưng không thành công, ông bất lực ngồi thụp xuống nền nhà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, tôi đau lòng quá, trời ơi. Không chỉ vậy, ông còn ôm lấy con dâu cùng cháu để vỗ về, hai bố con nước mắt sụt sùi, người thì thương con thương cháu, người thì tủi cho cuộc hôn nhân của mình và cảm động vì tấm lòng của cha. Trước đó, ông còn cùng con dâu đi bắt ghen con trai và bồ. Đổi lại thứ ông nhận về là con trai ký giấy từ cha mẹ, khẳng định ngoài xã hội nếu mình có việc gì sẽ không liên quan tới ông bà, tất cả chỉ để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Thế mới biết có đôi khi phụ nữ quyết định rời đi, điều làm họ nối tiếp chẳng phải một người chồng, mà là bố mẹ chồng, những người nặng lòng, thương con dâu như con đẻ, một lòng vun vén cho hạnh phúc của các con. Nhiều người sau khi xem đoạn video này đã khuyên chị con dâu rằng cứ ở lại với ông bà, con chồng muốn đi đâu thì cứ để nó đi. Tôi chờ